Bí mật được tiết lộ Lâm Khánh Chi còn lưu giữ tinh trùng và sinh con trong năm nay. Một sự thật bất ngờ đã xảy ra khi nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ còn lưu giữ tinh trùng của chính mình tại Thái Lan. Vậy là việc có con không chỉ là giấc mơ xa vời của nữ ca sĩ. Nỗi lo lắng duy nhất của cô thời điểm bây giờ chính là chọn lựa được phương pháp thích hợp nhất để chào đón những thiên thần nhỏ ra đời. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn mặc định nữ ca sĩ chuyển giới đình đám của Việt Nam Lâm Khánh Chi, dù hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn vì không thể sinh được một đứa con ruột. Sự nghiệp hoành tráng, tìm được một nửa hạnh phúc và được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng đâu đó trong cuộc đời nữ ca sĩ chuyển giới vẫn còn thiếu vắng một điều gì khó nói. Với những người hâm mộ Lâm Khánh Chi, khán giả dễ cảm thấy vừa buồn vừa thương cho thần tượng của mình. Những người ganh tị với sự thành công của cô thì luôn chế giễu vì họ cho rằng cô có ở vị trí nào, địa vị gì đi nữa, nhưng không có con thì hạnh phúc cô đang có sẽ trở thành vô nghĩa. Vậy mà giữ kín bao nhiêu lâu? Mới đây, nữ ca sĩ cũng chính thức báo tin vui đến người hâm mộ. Một sự thật mà không phải ai cũng biết chính là cô đã lưu giữ những tinh trùng tại một bệnh viện của Thái Lan. Và trong thời gian sớm thôi, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức nhận được hạnh phúc của một người mẹ thực thụ. Lâm Khánh Chi viên mãn trong công việc và cuộc sống, về kế hoạch sinh con của chị thì sao? Khánh Chi nghĩ bất kỳ một người phụ nữ chuyển giới đều rất khao khát làm mẹ. Thế nhưng phải đúng thời điểm thì mới có thể đưa ra những quyết định quan trọng. Và đúng thời điểm này, Khánh Chi cũng xin báo tin để mọi người có thể cùng vui với Khánh Chi là điều ấy đã sắp thành hiện thực. Hiện tại có hai phương pháp được hai vợ chồng Khánh Chi lựa chọn. Thứ nhất là thụ tinh nhân tạo dựa trên tinh trùng của chồng và nhờ người mang thai hộ. Thứ hai là sinh con nuôi. Tuy nhiên, cả gia đình hai bên đều mong muốn được có cháu cùng huyết thống. Có một điều mà ngày hôm nay Khánh Chi quyết định chia sẻ với người thân và bạn bè là tinh trùng của mình hiện đang được lưu trữ tại một bệnh viện của Thái Lan. Ngày 15 tháng 9 tới đây, 16 người trong gia đình Khánh Chi sẽ bay sang Thái Lan để tiến hành lựa chọn những phương pháp phù hợp. Câu trả lời sẽ được gửi đến người hâm mộ sớm nhất. Mặc dù rất hào hứng với kế hoạch quan trọng này, nhưng chắc chắn chị sẽ có những nỗi lo và tâm sự. Vậy thì nỗi lo đó là gì? Sau khi đắn đo suy nghĩ, Khánh Chi quyết định không thuê người Việt Nam mang thai hộ. Vợ chồng thống nhất sẽ thuê người bên Thái để tránh những điều không hay sau này. Nếu như tìm một người xa lạ thì nỗi lo mình không còn nhiều. Còn chọn người ở Việt Nam thì nhiều vấn đề mình không kiểm soát được. Nói một cách xa hơn là mình có thể mất chồng như chơi. Khánh Chi là người của công chúng, việc tìm kiếm Khánh Chi không phải là khó khăn. Nếu người phụ nữ ấy tìm đến chồng mình, thì mình cũng không lường trước được. Chưa kể đời sống vợ chồng không tránh khỏi những lục đục, rồi những lúc như vậy. Mà có người thứ ba thì hạnh phúc sẽ bị đe dọa. Với một người phụ nữ thiên chức làm vợ, làm mẹ và giữ gìn hạnh phúc là những điều hoàn toàn cần phải có. Là một người nổi tiếng, kế hoạch chị chia sẻ chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ lụy sau này. Chị có nghĩ đến việc đó hay không? Đúng là Khánh Chi định giữ bí mật và âm thầm thực hiện những phương pháp đến lúc sinh con. Đã có thời gian Khánh Chi ưu tiên việc sinh con nuôi, nhưng gia đình không ủng hộ. Đúng là sinh con nuôi có nhiều vấn đề phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều. Lâm Khánh Chi dự định không nói sẽ tốt hơn, để rồi tự mình suy nghĩ thấy giữ riêng cho mình là có ích kỷ. Khi nói ra, những bạn có định chuyển giới sẽ có thêm thông tin hữu ích. Nỗi lo không có con cùng huyết thống của người chuyển giới sẽ không còn nữa. Lúc đó các bạn có thể tự tin sống hạnh phúc với những quyết định mà mình lựa chọn. Điều kiện kinh tế hiện tại thì chị dự định chị sẽ là mẹ của bao nhiêu đứa con? Nếu như chị thụ tinh được riêng lẻ tinh trùng mỗi người thì Khánh Chi sẽ sinh hai bé. Còn nếu vui hơn bằng cách nào đó có thể hòa hợp được thì mình có thể sinh một bé và sinh thêm một bé. Để đảm bảo cho cuộc sống và hạnh phúc của con thì Khánh Chi sẽ chỉ chọn hai bé là hợp lý. Tuy nhiên, việc sinh con không phải là chuyện kinh tế mà còn là chuyện về giáo dục và nuôi dạy trẻ. Với Khánh Chi thì hai bé là đủ để có thể nuôi dạy và yêu thương trọn vẹn. Đó cũng là con số để mình yên tâm lo lắng cho các bé. Ví dụ chồng chăm sóc một bé, Khánh Chi chăm một bé sẽ cân bằng và phù hợp hơn. Thời điểm chuyển giới, lý do từ đâu mà chị quyết định giữ lại tinh trùng cho mình? Có thể nói là mình sống phải gặp phải, may mắn là thời điểm sang Thái. Thì mình có gặp được cô chú người Việt sống ở đây, đã có kinh nghiệm hướng dẫn các bạn sang phẫu thuật chuyển giới. Lúc ở Việt Nam, Khánh Chi có nghĩ đến việc lưu giữ tinh trùng, nhưng sang đó lại quên đi. May là có cô chú nhắc hỏi. Lúc đấy mình chợt nhớ ra và cảm kích rất nhiều. Sau đó cô chú dựng đứng bệnh viện giúp mình thông dịch và giới thiệu về việc giữ tinh trùng. Khánh Chi nghĩ việc giữ tinh trùng với nhiều người là có, nhưng không nhiều. Những người trước khi chuyển giới đều phải suy nghĩ rất kỹ. Khánh Chi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. May mắn hơn là cô chú hỏi ra bệnh viện mà Khánh Chi phẫu thuật cũng có lưu giữ tinh trùng.